Hello anh em, tiếp tục đơn nữa nha anh em, đơn thứ tư. Dân mang 494, em giao về miền Tây nha anh em, xe Thái nha. Khách đang đổi cái mùi. Đổi mùi cái mùi này nó mùi Thái, mùi Gin á thì nó cao. Khách đổi mùi Việt nha anh em, mùi Việt này có cắt sẵn rồi, nó thấp hơn. Về qua cầu qua kinh rồi rất dễ nha. Khách xuống xem trực tiếp nha anh em, xe nguyên quản không sơn phết gì hết. 494 Thái. Nhưng mà 494 không, nó đi nguyên bộ mà. Làm dấu đi thổi cho ra cũng được nữa. Tại vì khách này miền Tây nha anh em, về qua cầu qua kinh được nghe, khách yêu cầu đổi cái mui để đổi cái mái che. Lấy giấy xó làm dấu đi, pha thổi nó ra. Của chính bóng Thái nha anh em. Xe còn nguyên bản nguyên zin. Lấy giấy xó á. Nè, thổi cái mùi của nó mới lên xe được nha anh em. Con này em giao về miền Tây nha, Đồng Tháp. Ủa, về đâu ta? Ở về Long An. Cái chân kia sợ mở không ra, máy bên đó nó xét quá mở không ra. Này lấy vô đá thịt thổi mau mà. Hello anh em, tiếp tục vô máy nha anh em. Nghe cho em nói về miền Tây nha, Nhân Ma 494. Về Long An nha anh em. Khách xuống trực tiếp xem máy rồi theo xe về luôn nha. Con này máy Thái nguyên bản nha anh em. Khách không lấy không để ủi. Xe nguyên bản đâu, không lá ngoài hình còn để nguyên luôn. Rồi, anh trai này nhà có máy sẵn rồi nha, xuống chốt nhanh gọn lẹ luôn. Mới vừa tháo cái mùi đổi cái mùi cho khách nha anh em, 62 Long An nha. Rồi, cảm ơn anh trai đi xuống trực tiếp xe máy. Con này ngoại hình lông lá còn liền lắm nha anh em. Này chỉ bảo dưỡng mấy cái phết với đổi cái mùi là rồi nha. Dân này dân có xe máy nha anh em, mua rất là dễ nha. Rồi cảm ơn anh trai Long An nha, chúc anh trai về làm ăn phát tài. Dân 494.